Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phần 2/3 của bài 10. À, phần này tôi cũng giới thiệu những cái từ mới còn lại của bài. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào. Thứ nhất, chúng ta có từ trơ. Trơ âm nghĩa việc là trước. À, không thấy còn dùng ở trong tiếng Việt của mình. Còn trước sau đó là trước là thuần Việt thì không phải là từ này. Rồi từ trơ này Thứ nhất là chúng ta luôn luôn đặt nó ở liền sau động từ, như vậy là động từ rồi là đến nó ngay. Và bây giờ chúng ta tạm dịch nó là đang, tạm dịch là đang. Và nó để chỉ là nhé. Một sự việc đang tồn tại, như vậy là chỉ một sự việc đang tồn tại. Thứ hai là chỉ một trạng thái đang duy trì. Và thứ ba là một hành động đang diễn ra về mặt lý thuyết thì chúng ta nghe nó có vẻ nó phức tạp phải không? Thì chúng ta cứ từ từ khảo sát các ví dụ bên dưới thì chúng ta sẽ quen thôi. Khi vào trong bài mình cũng sẽ giới thiệu kỹ cái phần này. Như vậy là nhớ từ trơ này luôn đứng liền sau động từ. Chỉ một cái sự việc đang tồn tại, một trạng thái đang duy trì hay là một cái hành động đang diễn ra. Mời mọi người chúng ta cùng xem ví dụ nào. Rồi thứ nhất ta có vài cái từ mới Vì từ của chúng ta chưa đủ để thể hiện những cái nghĩa này Cho nên chúng ta phải thêm vài cái từ mới nè Từ Trotter trơ là cái bàn trơ sang là trên bàn Phan trơ y su Trôi trơ sang là trên bàn này nhé Phan trơ, phan là động từ đặt hoặc là để Phan trơ Tức là đang để y bình su là một quyển sách Thì các bạn có thể dịch là trên bàn À, có đặt một quyển sách hay là có đặt một quyển sách ở trên bàn hay có để một quyển sách ở trên bàn gì đó thì cũng được nhưng cho chúng ta dần dần uh, lần ra xem nó nằm ở trong cái uh, cái cái nghĩa nào bên trên này nhé tức là nó chỉ một cái sự việc đang tồn tại phăng trơ phăng là động từ phăng trơ là có đang đặt tức là cái hành động đó nó đang tồn tại trên bàn có đang tồn tại một quyển sách rồi chuyển sang phăng trơ y bần xuống thứ hai Mệnh khai trên à mảnh là cửa khai trên à, là đang mở như vậy là lúc đó chứ không phải cái hành động chúng ta đến chúng ta cầm cái cửa và mở ra mà là cái cửa nó đang mở sẵn tức là chỉ một cái trạng thái đang duy trì cửa đang mở chứ không phải là đang đóng mệnh khai trên nè à. còn từ nó thì đệm vào thôi đó là chỉ cái trạng thái đang duy trì đang duy trì và thứ ba nữa papa si trê chào nè papa si trê chảo nè thì bố đang tắm xí chào từ xì là cái động từ chính và từ trơ luôn đứng liền sau động từ như vậy là xì trơ là đang tắm xì trơ chào bố đang tắm như vậy từ trơ này thì có khi mới các bạn sẽ chưa có quen các bạn chưa dùng quen nhưng từ từ các bạn sẽ quen thôi chúng ta cùng đọc lại ba cái ví dụ đó nha cho chữ sang phăng trơ y bình xuống MẬN KHÁI TRÊ NÀ BA BA CHAI XÌ TRÊ CHÀO NÀ Đọc lại lần nữa RÔ CHỰ XANG PHÁN TRÊ y BẢN su MẬN KHÁI TRÊ NÀ BA BA CHAI XÌ TRÊ CHÀO NÀ Và chúng ta có cái từ mở rộng nãy ta có từ RÔ CHỰ RÔ CHỰ là cái bàn RÔ CHỰ sang thì là trên bàn Cái tiếp nữa chúng ta có từ duyên tôn Duyên âm hán Việt là chữ vận Và tôn âm hán Việt là động về vận động ở trong tiếng Việt mình cũng còn dùng nhiều Rồi à, Nó có vài nghĩa Nhưng mà trong phạm vi của bài này Thì mình gợi ý cho mọi người hai nghĩa thôi Nghĩa thứ nhất đó là thể thao Nghĩa thứ nhất là thể thao Nghĩa thứ hai là phong trào Rồi ta xem ví dụ này Xeo quảng ní si hoang sầm mơ duyên tôn Xeo quảng ní xì hoang duyên tôn À, bạn Vương à bạn thích cái môn thể thao nào thể thao gì Sẩm mới duyên tôn quả xì hoan vũ dụng quả xì hoan vũ dụng tôi thích bơi tôi thích bơi lội nìn á còn bạn thì sao quả xì quả xì trước đây ta có từ san pu san pu là đi dạo hoặc đi tản bộ còn bây giờ pu là chạy bộ chạy bộ

Thảo <laughs> bù và yếu dụng tuy sinh thì tôi họ. Rồi như vậy ta mở rộng có từ thảo bộ, thảo bộ là chạy bộ. Kế tiếp nữa ta có từ thứ 13 đó là từ chiên sản. Chiên sản ông Hán Việt là chữ kinh và thường. Kinh thường thì uh, kinh tuyến vĩ tuyến chữ kinh này nó vẫn còn dùng chữ này kinh lý là chữ kinh này đây. Rồi, Kinh qua đó là nó đó và chữ thường thì cũng còn dùng ông nói việc là thường thì cũng còn dùng như vậy chiến sản cái nghĩa là thường xuyên nó sẽ cái tần số lặp lại của nó sẽ nhiều hơn là từ sản như vậy là anh ấy thường đến nhà tôi hoặc là anh ấy thường xuyên đến nhà tôi như vậy nếu dùng từ thường xuyên thì cái mức độ cái số lần anh ấy đến nhà mình sẽ cao hơn à, đọc là chiên sản chiên sản chúng ta xem ví dụ 你喜欢听音乐吗你喜欢听音乐吗繁托你好吗,你喜吗很喜欢很喜欢我经常听音乐我经常听音乐都是特都听信你喜欢现代音乐还是喜欢古典音乐 Ní xì hoan xen tai yên yue hái sư xì hoan cú tiền yên yue Bạn thích nhạc hiện đại hay là thích nhạc cổ điển? Bạn thích nhạc hiện đại hay là nhạc cổ điển? Xen tai yên yue Xen tai yên yue Nhạc hiện đại Chúng ta cùng đọc lại nè Ní xì hoan thiên yên yue mà Hẳn xì hoan Wò chiến trạng thiên yue <Nhạc> Ní hoan sen Hái hoan cú tiền yin, yin Cái tiếp nữa ta có từ thứ 14 là tà chiếu Tà hôm trước ta gặp ví dụ như là tà tiên hoa là gọi điện thoại nè Dĩ uhm, cơ phận dầu táo họ Hay là ba bà táo họ bố đánh tôi bạn đánh tôi gì đó tà là đánh Bây giờ tà chiếu là đánh bóng một từ xỉu không là chữ cầu đã cầu cầu có nghĩa là cái quả bóng về vậy tà xỉu là đánh bóng như vậy là ta chỉ những cái môn nào mà chơi bằng tay là ta dùng từ tà xỉu được hết như vậy là tennis nè rồi bóng chuyền nè rồi bóng rổ nè tất cả những cái thứ đó là dùng tay là ta gọi là tà xỉu hết và suy tà xỉu tôi đi chơi bóng nhưng mà những cái môn bằng tay ta nhớ vậy là được rồi chơi bóng đánh bóng rồi, nì huê tà chiếu ma Nì huê tà chiếu ma Bạn biết đánh bóng không? Nì số tà sớm mất chiếu Nì số tà sớm mất chiếu Bạn nói là chơi bóng gì? bạn nói bạn nói chơi bóng gì vậy? Tà hoàng chiếu Tà hoàng chiếu Hoàng là cái lưới Chiếu là bóng Nhưng mà hoàng chiếu là tennis Quần vợt á Tả hoàng sửa là chơi quần vợt hoặc là chơi tennis bố huê quá trừ huy tà lãnh bố huê quá trừ huê tà lãnh không biết tôi chỉ biết chơi bóng rổ thôi lãnh chỗ là bóng rổ như vậy là chúng ta thêm được hai cái môn bóng chơi bằng tay một là hoàng chỗ là quần vợ hoặc là tennis hai là lãnh chỗ là bóng rổ chúng ta cùng đọc nào nếu huy tà chỗ mà Nhi số tà sống ở chỗ Tà hoàng chỗ Bố huê Bố trưởng huê tà lãnh chỗ Như vậy ta có nè, hoàng chỗ Đó là quần vợt nè Rồi lãnh chỗ là bóng rổ Chúng ta thêm được hai từ mới này Các bạn cũng lưu ý học để bổ sung nha Kế tiếp nữa, từ thứ 15 ta có từ chủ chiếu Chủ chiếu là túc cầu, có nghĩa là bóng đá à, Trong âm hán Việt, cái chữ chủ là túc, có nghĩa là cái chân mà mình thiếu ngay chưa đó Chủ chiếu là túc cầu, tức là bóng đá Huynh đệ như thủ túc, anh em như tay dân, túc là cái chân Xèo trang, ní sĩ hoan khan, chủ Bạn Trương à, bạn có thích xem bóng đá không? xem bóng đá đây có nghĩa là xem các cái trận đấu bóng đá đó nỉ sự hoan khan chủ chiếu mà cũng có thể nói nỉ sự hoan khan chủ chiếu bị sai mà ta có từ bị sai là các cái trận đấu phê sáng sự hoan nỉ nó phê sáng hoan nỉ nó cực kỳ thích còn bạn thì sao quá về hắn sự hoan quá về hắn sự hoan tôi cũng rất thích nỉ huê thi chủ chiếu mà nỉ huê thi chủ chiếu mà Bây giờ chủ chiếu là bóng đá Còn thi đây là động từ đá Như vậy là thi chủ chiếu ta dịch là chơi bóng đá à, Thi đây là động từ đá Nì, nì huê thi chủ chiếu mà bạn biết chơi bóng đá không? Bố huê Không biết à, Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xèo trang Nì xì hoan khan chủ chiếu mà Phê sáng xì hoan hẳn xì hoan huê thi chủ chiều mà? bú huê người à, ta có mở rộng là thi chủ chiếu là đá bóng hay là chơi bóng đá cái tiếp chúng ta có mở rộng nè từ ngay chỗ cái từ xiểu là cầu cầu có nghĩa là cái quả bóng á à, còn sàn là chữ trường có nghĩa là cái sân cầu trường á xiểu sàn có nghĩa là sân bóng nói chung không biết là cái sân chơi bóng gì nhưng nói chung các cái sân bóng đều gọi là xiểu sàn cả người ta cùng đọc nha xiểu sàn thứ hai nè để nói rõ hơn là cái sân để mà chơi bóng gì thì ta có nè, lãnh tràng, lãnh tràng, là lán xiểu sàn lán xiểu sàn sân bóng rổ lán xiểu là bóng rổ lán xiểu sàn sân bóng rổ cái tiếp nữa ta có chủ xiểu nãy là bóng đá như vậy là chủ xiểu sàn chủ xiểu sàn À, sân bóng đá Chủ chiếu trọn Cái tiếp nữa ta có chủ chiếu bì sai Bì sai là cái trận đấu Chủ chiếu là bóng đá như vậy ghép vào chủ chiếu bì sai Là cái trận đấu bóng đá Ví dụ tối nay có một cái trận đấu bóng đá này chiên thánh sang Dù ý cơ chủ chiếu bì sai Dù cơ chủ chiếu bì sai Chiến sang Dù có chủ chiếu bì, bì, bì sai Tối nay có trận đấu bóng đá rồi kế tiếp ta có là hoàng chiếu sạn hoàng chiếu là tennis, hoàng chiếu trạng à, sân tennis hay là sân quần vợt. rồi kế tiếp nữa ta có một từ thứ sáu đó là xỉu mỹ, mỹ là cái người đam mê cái người nghiện một cái môn nào đó. ví dụ là yin yue mỹ là một cái người cực kỳ đam mê âm nhạc, chiếu mỹ là một cái người rất là đam mê bóng đá. À, thường người ta nói chiếu mỹ là người đam mê bóng đá, tức là chủ xỉu mỹ ta sẽ hiểu thường hiểu như vậy. Rồi chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nha. Chiếu trường, Lán chiếu trường, Chú chiếu trạng Chú chiếu bì sai Quang chiếu Chiếu mỹ Cái tiếp nữa ta có từ thứ 16 đó là từ xuế sĩ Xuế sĩ là học tập à, Học tập Âm hán Việt là học tập vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình Thì có nghĩa là học

và sẽ su phạ hôm trước ta có từ su là sách âm hán việt là chữ thư su phạ là thư pháp và sẽ su phạ tôi học thư pháp mời mọi người chúng ta cùng đọc nè chiên thiên hoàng sang thì cho sợ giao trái cha sẽ sĩ ni sẽ xỉ sẽ phạ thế chúng ta lưu ý ví dụ như học tiếng hoa thì chúng ta có thể nói là sẽ sĩ khan dị học tiếng anh có thể nói là sẽ sĩ diên dị học tiếng Nhật là xẻ xỉ rưa dị thì chúng ta cũng có thể đổi bằng một từ xẻ thôi xẻ diên dị xẻ han dị xẻ rưa dị cũng được nhưng mà trong bối cảnh cụ thể ví dụ như chúng ta nói là buổi tối tôi phải nhà học hành hoàn sang của giáo trai cha xẻ xỉ si, thì người ta sẽ không hỏi nữa nhưng mà nếu nói hoàn sang của giáo trai cha xẻ buổi tối tôi phải nhà học thì người ta sẽ hỏi xẻ sớm mơ chắc chắn là học là học cái gì như vậy đằng sau từ xẻ thường nó phải có một cái từ đi kèm theo để giải thích rõ cái hành động là học một từ xẻ không trong bối cảnh rất cụ thể thì nó có thể đứng một mình còn không thì phải đằng sau nó phải có cái gì đó để giải thích cho nó rõ rồi su phạ là thư pháp kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 17 là han dị han dị là hán ngữ tức là tiếng hán là tiếng hoa tiếng trung gì đó thì cũng được nó mốt có dịp mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn là tiếng hán tiếng hoa Hàn ngữ. Xin quên, nì số mà. quên, số xin hỏi bạn biết nói tiếng Hoa không vậy? vậy thôi, mình muốn hỏi người nào đó có biết nói tiếng Hoa không? Cứ hỏi như vậy. Nì hui số Hàn gì mà. Hui, nì Biết, còn bạn thì sao? Wǒ yě Quá dè tôi cũng biết là chúng ta mở rộng thêm ta có từ diên dụ diên dụ là tiếng anh rơ dụ là tiếng nhật nhưng mà chúng ta được ba cái thứ tiếng ha duê nản dị là tiếng việt nam à, có khi người ta nói tắt là duê dụ duê là tiếng việt chúng ta cũng đọc lại nè xin quên nị huê ma chúng ta đọc hai cái từ bổ sung nè Duyên dị Duyên dị rơ dị rơ dị duyên nản dị duyên nản dị duyên ảnh là việt nam duyên nản dị là tiếng việt nam tức là gì là tiếng việt thôi từ thứ 18 ta có từ si quan si quan là hy vọng nghĩa thứ nhất là hy vọng hoặc là mong rằng. Nghĩa thứ hai là niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó là danh từ. Xèo trang mì thiên tôi sẽ dì hàn dự. Tha si quang miễn nẹn nâng suy trung của sẽ ly sự trang tức là bạn trương mỗi ngày đều học tiếng Hoa. Bạn ấy uh, hy vọng sang năm có thể đi Trung Quốc học lịch sử. Có thể đi Trung Quốc học lịch sử. Tha chai <laughs> nạ sẽ hàn dự nâng. Tha sẽ hàn yu Bạn ấy học tiếng hoa ở đâu Tha chi hàn yu sẽ xeo Sẽ xỉ Bạn ấy đi đến trường hoa văn để học Hàn yu sẽ xeo Trường tiếng hoa, trường hoa văn, trường hoa ngữ gì đó cũng được Ở trên đây có sự nhầm lẫn trước cái từ si quan Lẽ ra là phải tự tha mà bộ nhân đứng Chứ không phải là bộ nữ Ngày đó mình đánh máy bị nhầm Mong mọi người thông cảm và kế tiếp nữa từ si quan với nghĩa là niềm hy vọng hoặc là hy vọng đó là à, nghĩa là danh từ nè tay phu so tha tờ biên mỹ si quan là tay phu so tha tờ biên mỹ si quan là bác sĩ nói bệnh của anh ấy hết hy vọng rồi à, chắc là tiêu rồi các bạn hết hy vọng rồi có nghĩa là khó có thể chữa hết được Tha tờ biên mỹ si quan là đến đây mình xin kết thúc cái phần 2/3 của bài 10. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào mọi người.